với kênh người kể chuyện mời các bạn nghe tiếp phần 25 tác phẩm Gái họ Vương của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc của Phạm Giang. Không vất vả lúc phải dậy sớm như mùa đông, trời mùa hạ dậy sớm mát mẻ lại làm được nhiều việc. Bởi vậy, chưa đến 5 giờ, ông nhanh đã thức giấc, trái với sự tất bật của thầy U trong lúc đó vương hạnh vẫn say sưa ngon giấc nếu hôm nào không phải tới trường hạnh ngủ đến tầm trưa để ăn sáng kết hợp với ăn trưa luôn còn một tuần nữa là nghỉ hè bởi vậy việc ngủ nướng là không tránh khỏi dù không nhắc việc nhà lại ngoan ngoãn nhưng độ siêng năng của vương hạnh kém xa cô chị vương hoàn ngày trước việc nhóm lò tương đối vất vả nhưng từ ngày có điện thường xuyên nên không phải quạt lò, đã tiết kiệm được nhiều công sức. Nồi nước ninh xương và khấu đuôi bò được đun nhỏ lửa cả đêm. Đến gần sáng, ông nhanh thả vào chút thảo quả rồi bắt đầu một ngày mới. Trong lúc bà bổng lo dọn dẹp và bày biện, ông nhanh dắt con ba beta xuống đường rồi chạy lên chợ huyện. Mối thịt bò và lò tráng bánh phở là hai nơi ông phải ghé qua. Trên đường về, tiện ghé hàng bán hành, gừng, tỏi và ớt. Mọi thứ họ đều chuẩn bị sẵn nên không mất quá nhiều thời gian. Con đường lên huyện vắng vẻ, lại bằng phẳng. Mùa hè, mặt đường là nơi cho lũ trẻ đá bóng cùng nhau. Chỉ cần đặt hai đôi dép là có ngay khung thành. Nhiều lần nhìn bọn trẻ con cười trần đá bóng và thả diều, ông nhanh ước một lần được vót nan tre để làm diều cho con trai nhưng nghe chừng khó hơn lên trời bởi bay vào vũ trụ hơn chục năm trước đã có phi công phạm tuân mùa hè nên trời bắt đầu sáng rõ mặt người lúc ông nhanh từ chợ huyện quay về từ phía xa ông nhìn thấy có người đang ngồi bên đường thấy tiếng xe máy liền đưa tay vẫy rối rít cô gái trẻ có khuôn mặt xinh đẹp do trang điểm kỹ càng ngồi dưới đất ôm chân với vẻ đau đớn. Cô ngước đôi mắt nhìn ông như cầu cứu. Lếch nhìn bộ ngực căng tròn, không mặc áo lót, nhìn lộ lộ dưới lần áo sơ mi mỏng. Ông nhanh vội dừng xe, nhanh chóng bước tới giúp người đẹp. Đoán, người đẹp bị bong gân nên ông nhanh dìu vào vỉa hè. Mùi nước hoa từ trang phục của cô gái khiến ông thấy ngất ngây. Đoán, người đẹp bị bong gân nên ông nhanh dìu vào vỉa hè mùi nước hoa từ trang phục của cô gái khiến ông thấy ngất ngây bởi từ ngày em thương lấy chồng lâu rồi ông chưa có được cảm giác vui vầy bên gái trẻ sự đụng chạm gần như cố tình của cô gái nhất là việc tì sát bộ ngực vào cánh tay khiến cho ông nhanh như loạn nhịp giá như đây là trên hà nội chắc ông quyết không buông con mồi một cách dễ dàng bởi mọi thứ dễ kiếm nhưng người đẹp không dễ tìm đặc biệt lại còn trẻ trung nữa. Liếc nhìn con xe ta không còn chỗ để chở người, bởi ngoài rổ bánh phở ở phía sau, phía trước là chiếc làn đựng thịt cùng hành tỏi. Dù sao, cũng không thể nấn ná lâu hơn nữa. Biết không còn sớm, do ở quán mọi thứ đã sắp sàng. Tặc lưỡi vì tiếc rẻ, ông nhanh buộc phải dặn dò cô gái trước khi rời đi. Cô chịu khó ngồi đây, Chút nữa có người đi qua sẽ nhờ họ chờ giúp về huyện. Đưa tay xoa mắt cá chân, cô gái mỉm cười nói. Em không sao đâu, gặp anh là vui rồi. Lúc nào rảnh, ghé cho em chơi là được. Thông tin được trao một cách nhanh chóng. Ông nhanh vội phi xe về, bắt đầu buổi bán hàng. Mặc dù ông vẫn tiếc hồi hội, do mỡ để sát miệng mà không sơ muối gì được. Nhưng được người đẹp cho địa chỉ, coi như ông đã có của để dành. Việc tái ngộ chắc không thể muộn hơn được, do để lâu sẽ ngội. Dừng xe trước cửa quán, ông nhanh ngạc nhiên khi chưa đến 6 giờ đã thấy Vương Hoàn phi xe máy về làng. Không dừng xe trước quán phở như mọi lần, con gái ông chạy thẳng xe vào ngôi nhà cũ trong làng. Trước sự xuất hiện của con gái, bà bồng không hề ngạc nhiên bà nhìn theo chiếc xe máy rồi nói nhỏ vậy là tốt rồi kể từ hôm được u lên tận hà nội mách chuyện của em gái dù muốn về ngay nhưng do bận công việc bởi vậy hôm nay hoàn cố gắng thu xếp để gặp em gái phi thẳng xe vào sân hoàn khép cổng rồi đầy cửa bước vào nhà sau khi tắt quạt vén màn cô tóm mái tóc dài của hạnh lôi dậy không nói một câu, hoàn giang tay tát cho em gái hai cái nảy đong đóm. Vương Hạnh từ lúc bị U phát hiện chậm kinh vẫn có ý che giấu. Tuy nhiên những công việc như thế này thì không qua mắt được bà mẹ có nhiều kinh nghiệm. Điều khiến Hoàn ngạc nhiên vì theo lời U của cô kể, dù bà đã ngọt nhạt hết nước hết cái, tuy nhiên con bé Hạnh vẫn ngậm hột thị, nhất quyết không chịu khai ra tác giả của cái thai đang lớn dần trong bụng hễ mỗi lần tra hỏi, hạnh đều bưng mặt rồi lắc đầu. Mặc cho em gái ngồi khóc tấm tức như bị oan uổng, hoàn cúi xuống gầm giường, lôi ra sợi dây thừng. Sau đó, cô bắt ghế đứng lên, tung cho một đầu dây vắt qua xả ngang, rủ thẳng xuống. Khi đã thắt dây thòng lọng cẩn thận, hoàn lạnh giọng nói. Hôm nay, chị cho mày hai lựa chọn. Một là phải khai thật đã ngủ với thằng nào, tên và địa chỉ nhà đó. Hoàn chỉ vào sợi dây thòng lọng rồi khẽ rít lên. Nếu nhất quyết không chịu khai, còn lựa chọn thứ hai là tự treo cổ cho thầy và u đỡ nhục. Khi bà bổng từ quán phở quay về cho lợn ăn, bà nhìn thấy sợi dây thòng lọng lên bùn rùn hết chân tay. Bà vội nói với hai cô con gái. Thôi, cho u xin đẹp phô ra xấu xa đậy lại việc này mà vỡ lở sẽ có khối kẻ nó chửi nhà mình vô phúc mục mà đất có lề quê có thói bà bồng hiểu rõ những phụ nữ đã ly dị sống một mình như cô mạng khi bụng mang dạ chửa còn gánh bao nhiêu điều tiếng con gái bà đang hơ hớ mà có chừa chắc chắn không thể lấy được một tấm chồng tử tế ở làng này tiếng xấu sẽ đeo bám suốt đời. Không buồn nhìn em gái, hoàn đứng lên thông báo, u bắt nó nấu cám cho lợn rồi dọn dẹp cửa nhà, còn đi gặp thằng mất dạy kia, khi nào về sẽ quyết định nên làm gì tiếp theo. Bà bổng ra tận sân nhắc con gái, "Thôi, một điều nhịn là chín điều lành, việc đến nước này rồi, con nói năng cho khéo, dù sao mình đang ở thế yếu." hoàn gật đầu chấp thuận cô hứa u yên tâm con sẽ nói chuyện hết sức tử tế và tình cảm trừ khi hoàn bỏ lừng câu nói rồi phi xe rời làng lúc xe máy chạy dọc con đường làng vừa đúng lúc mọi người bắt đầu ra ruộng bà thìn đang lúi húi dọn hàng nhìn thấy hoàn đã cất tiếng hỏi ngay sao hôm nay cô hoàn về chơi sớm vậy cháu đi đòi nợ không có dành để chơi hoàn phóng xe ngang qua nhưng kịp trả lời trời vừa nhá nhem mấy đứa trẻ trong làng đã tập trung trước cửa nhà cụ giáo thìn đợi coi phim mặc dù bên trong nhà gia đình vừa bắt đầu vào bữa với những người lớn tuổi họ không vội vã gì bởi đã thành lệ đúng 8 giờ tối họ sẽ ngậm tâm sang nhà cụ giáo như luật bất thành văn bộ trường kỳ kê ở giữa phòng khách dành cho các cụ ở trên bàn luôn có sẵn ấm trà mạn vừa pha nhiều hôm nhà vị nào có trà ngon họ đến đánh tiếng xin pha rồi đem sang cho mọi người thưởng trà phụ nữ và trẻ con chọn ngồi dưới nền nhà còn đám thanh niên cao lớn đứng ở ngoài sân ngó vào ngày trước ở trong làng hễ nhà nào có vô tuyến đen trắng hiệu neptune là được coi là khá giả thời đó nếu buổi tối không bị cắt điện mọi người hay ngồi đầy sân để xem vô tuyến mặc dù chương trình không có gì hay đã qua thời bao cấp từ lâu bây giờ nhiều nhà trong làng có vô tuyến do đời sống được nâng cao bởi thế cánh trẻ con đi xem nhờ vô tuyến nhà hàng xóm không còn tuy nhiên sự kiện cụ giáo thìn mua con vô tuyến màu gvc 14 inch, vỏ đỏ, cùng đầu video mới nguyên hộp, khiến nhiều người le lưỡi thán phục, bởi ai cũng thuộc lào câu. Trai nuôi vợ đẻ héo mòn, nhà cụ hai đứa con, bé trứng gà, trứng vịt, cô vợ trẻ lương giáo viên ba cọc, ba đồng. Vậy nhưng bước sang tuổi 76, cụ tậu luôn đủ bộ để phục vụ bà con thư giãn, sau cả ngày ruộng đồng vất vả. Bình thường, mấy băng hoạt hình dành cho hai đứa nhỏ xem ban ngày. Khi trời tối, những băng phim trường bộ được chiếu để bà con trong làng đường thức. Việc xem một tập phim không bỏ dắt răng, bởi vậy mỗi lần thuê, cụ giáo thìn lấy luôn hai băng cho mọi người xem thoải mái. Trong làng, không có hàng cho thuê băng video, bởi vậy mỗi lần đổi băng, phải chạy lên phố huyện cách đó vài cây. Tuy nhiên, cụ giáo thìn không phải chống gậy đi khỏi nhà. Mấy cậu choai choai đang thích xem nên nhận việc chạy đi đổi băng cho cụ. Thậm chí bọn này còn bỏ tiền thuê thêm băng khác để ngồi xem cho đỡ phí công lên huyện. Đợi cho mấy vị cao niên có mặt, cụ giáo thìn cho băng vào đầu video K98 trong tiếng cười nói của mọi người. Bà thìn bưng một nón đựng đầy bỏng ngô thơm phức bước vào. Sau khi mượn chiếc tô lớn để xúc, Bà đặt lên bàn Mời các cụ sơi trước Sau đó đến lượt lũ trẻ con chia nhau Dù không ngồi ở bộ trường kỳ Nhưng bà Thìn Cùng các bà lớn tuổi Được ngồi trên tấm phản gỗ lim mát rượi Phim đánh đấm Dù không thích Nhưng đến cảnh vua chúa Hoàng hậu Cùng các phi tần đi lại trong cung Ngay lập tức Mấy bà được dịp bàn tán sôi nổi Nhìn cung điện nguy nga diễn viên ăn mặc đẹp hơn hẳn mấy vở tuồng trèo khiến ai cũng thích đặc biệt là những cảnh quay về chùa thiếu lâm giúp mọi người mở rộng tầm mắt không giống như lớp trẻ há mồm thán phục khi các cao thủ võ lâm dùng khinh công lướt trên mặt hồ nước hoặc bay trên ngọn cây những màn tì thí võ công giữa các môn phái diễn ra đầy gay cấn cụ giáo thìn hay nhận xét phim cùng mấy cụ cao niên về sự thâm nho của người tàu điều đặc biệt ở chỗ hầu hết những mối thù vài chục năm vẫn được các hậu duệ quyết lôi ra để rửa hận, thậm chí kéo dài tới đời cháu. Dù phim còn nhiều tập và lôi cuốn, nhưng đúng 10 giờ hoặc muộn lắm đến 10 giờ 30, cụ giáo thìn đóng cửa đi ngủ để đảm bảo sức khỏe. Không giống như các bậc cao tuổi, đám thanh niên làng hay thức khuya liền rủ nhau ra thị trấn bọn chúng lượn lờ để xem ké mấy hàng cà phê đến tận nửa đêm. Người già thường khó ngủ, bởi thế cụ giáo thìn thức dậy từ lúc 5 giờ sáng. Có lẽ ở khu phố chợ này có hai nhà thức sớm như cụ. Đó là quán phở nhanh cùng quán bún dọc mùng của mụ hợi. Điều oái oăm ở chỗ, hai nhà vốn như mặt răng mặt rời vì ghét nhau bây giờ đều bán hàng ăn sáng nên sự cạnh tranh khi công khai lúc ngấm ngầm đủ cả lượng khách ăn sáng có từng đó người bây giờ thêm hàng bún nên quán phở nhà ông nhanh không tránh khỏi vắng khách hơn dạo trước cụ giáo thìn vẫn giữ thói quen ăn sáng bên ngoài nhưng vì không muốn làm mất lòng ai bởi thế cụ hết bún lại phở xoay vòng hết tuần bởi sáng trời chưa nắng gắt đây là thời điểm bà con tranh thủ ra đồng sớm bởi thế hai quán ăn đều chưa đông khách ngồi bán hàng ở cuối dãy nhìn mấy người con trai nhà ông Sỉu kéo nhau vào hàng phở có lẽ mụ hợi thấy ân hận vì man trời bới dạo nào họ chắc chắn không bao giờ là khách hàng nhà mụ ăn bún một cách chậm rãi cụ giáo Thìn góp ý nhà chị có đàn vịt béo nuôi dưới đậm sao không bán bún vịt có phải là đông khách hơn riêng cổ cánh sẽ được đam uống rượu rất thích chưa kể thêm món tiết canh vịt giải nhiệt nữa lúc đó khéo bốc bún không ngơi tay mụ hợi tự dạo nghe chồng mở quán bún thấy tươm hẳn nhưng bây giờ nghe cụ giáo thì mách nước bán bún vịt tự dưng Mụ thấy đáng để thử. Ở làng có nhiều ông hay cắp chai rượu đi ăn sáng. Họ thích gọi địa cổ cánh để ngồi hàn huyên cùng nhau. Đúng là mụ không nghĩ ra thật. Tưới thêm chút nước béo vào bát bún cho cụ giáo thìn, mụ hợi đon đà nói. Ui, cụ đúng là suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Còn lú mề nên tự dưng quên bén đàn vịt nhà mình. Hôm nào con đổi món, nhất định cụ phải sang ăn mở hàng còn muốn dựa vía của cụ để đông khách rót cho cụ giáo thìn chén trà nóng vẫn theo thói quen cũ bà thìn bắt đầu kể lể đúng là xem phim tàu nhà cụ thấy họ thù dai như đỉa nếu đem so sánh chắc làng mình có hai ông chủ nhiệm hợp tác xã họ phạm và họ vương là ngang ngửa cụ giáo thìn khẽ giải thích người tàu chỉ có gia tộc mà không thấy dân tộc mối thù của họ truyền từ đời cha ông sang đến đời cháu chắt ở làng này hai ông quan xã đó thủ nhau là đủ rồi đến khi về già chắc không còn hơi sức đâu báo ân báo oán đời con cháu lại không liên quan nhưng như vậy cũng đủ mệt cho mọi người Cần gì học đâu xa Xem phim là đủ hết cung bậc cảm xúc Và chuyện nhân tình thế thái Trời bắt đầu nắng gắt Bà con đi làm đồng lục tục kéo về nghỉ Nhiều người ngồi ngay dưới gốc cây đa Rồi lấy nón để quạt cho mát Mặc dù nhiều khâu làm ruộng Đã được cơ giới hóa Nhưng nhà nông vẫn chủ yếu dựa vào sức người là chính Một bà thuộc nhóm loa mồm Nhìn thấy cụ giáo thìn ngồi uống nước lên lên tiếng Tối nào cũng thấy cảnh đau kiếm máu me khiếp lắm Hay cụ thuê phim tình cảm về Phục vụ ba con Cụ giáo thìn gõ nhẹ cây gậy trúc xuống nền đất Rồi giải thích Bọn trẻ con thích phim trường bộ Nên thuê về Mấy bà thích phim gì Cứ nói các cháu nó Nhưng tôi không chắc tội đến đồng ý ở quê tiêu một hào cũng tiếc bởi vậy nghe nói phải thuê băng nên mấy bà hay ý kiến vội làng sang chuyện khác có lẽ họ không biết nếu có thuê băng về cụ giáo thìn vẫn thanh toán tiền sòng phẳng không sống phu trương như nhiều kẻ lắm tiền nhưng sự ung dung tự tại của cụ giáo thìn khiến nhiều người tò mò bàn tán ngày xưa thời bao cấp Giáo viên với cô vợ trẻ của cụ giáo thìn được lĩnh lương thực hàng tháng, cùng tiền lương. Dù chưa giàu, nhưng không đói. Từ ngày bỏ chế độ tem phiếu, mọi thứ đều quy ra tiền, rồi trả lương. Nhưng giáo viên vẫn nghèo, lại có nguy cơ đói. Do lương tháng, đủ chi dùng không quá 10 ngày, chưa kể việc chậm lương diễn ra thường xuyên. Đói thì phải tính toán mới mong tồn tại. Bởi thế nhiều giáo viên bước xuống khỏi bục giảng, liền đi vớt bèo nấu cám nuôi lợn. Nhiều người đi gặt như nông dân chính hiệu. Buổi tối, nếu nhiều người được thành thơi, cánh giáo viên vẫn gò lưng cặm cụi may đồ gia công. Chấm bài, đủ hết. Những người đồng nghiệp từng cười chê cô giáo thắm, đâm đầu lấy chồng già cho phí tuổi thanh xuân. Giờ đây ngậm ngùi xen chút ghen tị. Bởi cô thắm ngoài việc đi dạy, lúc về nhà chỉ chăm con và coi vô tuyến họ thấy cô an nhàn lại sống trong sự sung túc đầy đủ do chuyện cơm áo gạo tiền đã có ông chồng già gánh vác mấy cô giáo thường hay ví von cảnh cô giáo thắm với bản thân mình bằng câu ca dao một đêm quân tử nằm kề còn hơn trọn kiếp dựa bề thất phu Hoàn chạy xe dọc quốc lộ 1A bởi hôm nay cô ghé trường cao đẳng sư phạm thường tín. Đây là nơi cô em gái Vương Hạnh đang theo học. Ngày biết tin em gái đỗ sư phạm, Hoàn thờ phào nhẹ nhõm vì cô biết em gái sức học thuộc dạng làng nhàng bởi thế học xong đi dạy sẽ phù hợp. Với những người có học lực giỏi như Hoàn, hầu như các bạn cùng đội tuyển xưa hay nói câu Chuột chạy cùng sao, mới vào sư phạm. Bởi điểm thi đầu vào thấp, nhưng lúc tốt nghiệp, cầm tấm bằng xin đi dạy là một hành trình cam go. Hồi trước còn phổ thông, Hoàn đã biết nhiều thầy cô phải lên miền núi dạy học một thời gian trước khi về xuôi. Có cô giáo tưởng lên đó vài năm, nhưng thực tế lúc được truyền về gần nhà đã mất 15 năm tuổi thanh xuân ở vùng rừng núi. Con đường rẽ vào trường cao đẳng sư phạm thường tín ngay trước mặt, chỉ cần vượt qua đường tàu, chạy thêm vài chục mét là tới. Tuy nhiên, Hoàn không vội rẽ vào. Cô bật xi nhan, rồi chậm chậm rẽ vào hiệu sửa xe bên đường. Có lẽ nơi đây chuyên sửa xe đạp, bởi thế chiếc hòm đồ nghề có lèo tèo vài chiếc cờ lê cùng bó nan hoa và một túi ni lông đựng xăm xe đạp. Ngay cạnh đó là chậu nước để kiểm tra vết thủng. Người đàn ông sửa xe kiêm bán hàng nước ngay cửa nhà. Nhìn khuôn mặt không trẻ quá, cũng không già quá, nhưng khó biết tuổi. Cô đoán anh ta gần 30. Lúc người đàn ông tập tẫnh đến gần, hoàn nhận ra người này bị thọt. Đây có thể là di chứng do tiêm chủng sai cách. Hoặc có thể là bẩm sinh đã như vậy. Hoàn dựng chân trống giữa, rồi nói trống không bơm cho hai lốp xe trong lúc người đàn ông bơm xe hoàn ra ghế ngồi đợi cô lơ đãng nhìn dòng xe xuôi ngược bắc nam tung bụi mù mịt nhìn hàng nước nhưng cốc chén có bụi vì ít khách tự dưng hoàn thờ dài một cách ngán ngẩm người đàn ông dùng chiếc lê gõ vào hai lốp kiểm tra rồi thông báo hai lốp xe được rồi em nhé không vội thanh toán tiền Hoàn quan tâm hỏi Anh làm ở đây chắc kiếm được nhiều tiền nhỉ? Người đàn ông lau tay vào chiếc rẻ lau Rồi phân trần Nghề sửa xe như đi câu vậy Có hôm được dăm khách Có hôm không có khách nào Chủ yếu bơm xe là nhiều Hoàn chép miệng To vẹt thông cảm Cô chậm rãi nói Như vậy sao đủ tiền nuôi vợ con? không mấy khi có người quan tâm đồng cảm người đàn ông thở dài, tiền kiếm được nuôi bản thân còn khó khăn tính gì chuyện vợ con được hả em? khuôn mặt vui vẻ của Vương Hoàn bất ngờ đanh lại, cô nhìn thẳng vào mặt người đàn ông rồi nói từng câu một cách đầy mỉa mai. Anh nói không đủ tiền kiếm vợ nhưng lại dụ dỗ con bé Vương hạnh lên giường với mình vậy. Anh là loại đàn ông khốn nạn hơn tôi nghĩ Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch Trong lúc này Vương Hoàn lạnh lùng thông báo Con em dại của tôi đã có chửa Và anh định giải quyết việc này như thế nào Có cần tôi gọi bên công an Tới lấy lời khai không Trước khi Vương Hoàn quay xe về làng Người đàn ông chấp nhận Cắt đứt mọi liên lạc với Vương Hạnh Anh ta sẽ chuyển về quê Ở tía để sinh sống Đổi lại hoàn đồng ý không gây khó dễ hay bắt anh ta phải chịu trách nhiệm về cái thai của em gái mình. Ngồi trên con xe Honda Cup 81 đã nổ máy. Hoàn nhắc lại lần nữa, nếu tôi còn phải quay về đây gặp anh lần nữa, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Đang nằm ngủ ngon giấc, bỗng nhiên thà ngay thấy tiếng gạch đá tiếng la hét bên ngoài khiến cô giật mình tỉnh dậy. Lúc này nhìn đồng hồ chưa đến 4 giờ sáng, nhưng thả biết nếu nằm xuống rất khó ngủ lại ngay được. Cô đưa tay bật ngọn đèn ngủ, ngồi trong màn nhìn ra bên ngoài như suy nghĩ điều gì. Đây không phải là lần đầu tiên thà giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya bởi những việc như này xảy ra thường xuyên giữa đám cờ gian bạc lận hoặc những kẻ có ân oán giang hồ. Khu này vốn là tụ điểm phức tạp, mặc dù bị lực lượng công an truy quét nhiều, nhưng một thời gian sau, đâu lại vào đó. Hầu hết cư dân chọn cách tự bảo vệ bản thân bằng cách đóng cửa, then cài ngay khi trời tối. Thời điểm đó, người bình thường không dám đặt chân tới khu vực này. Bị ánh đèn ngủ chiếu vào, khiến tư phèn đang ngủ ngon phải thức giấc. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đã vỗ tay xuống gối nói kể mẹ chúng nó giết nhau cho đợi chật đất thôi ngủ tiếp đi em biết vẫn còn sớm nên thà nằm xuống theo lời chồng ngay lập tức tư phen cười sàng khoái rồi ôm vợ gã muốn làm tình để ngủ tiếp một giấc sâu hơn nhằm bù lại năng lượng sẽ mất chung sống cùng nhau đã lâu bởi thế thà hiểu rõ tâm tính và nết ăn nết mặc thậm chí cả chuyện sinh hoạt vợ chồng nữa. Không giống như gã chồng trước của cô, tư phèn sau khi cơm no rượu say sẽ đánh một giấc đến gần sáng. Khi ngủ béo mắt rồi, lúc đó gã bắt đầu gạ gẫm vợ mình. Thời điểm ân ái thường vào tầm 4 hoặc 5 giờ sáng. Kể từ ngày cu thiện, cùng đứa bạn rủ nhau vào Sài Gòn học nghề, ngôi nhà chỉ còn hai vợ chồng nên nhiều lúc tha cảm thấy hiu quạnh. Cô nghĩ đến tuổi già cô đơn như bà dì của mình lại thấy buồn thảm. Mặc dù đã uống đủ loại thuốc đông tây y kết hợp, nhưng mong đợi tin vui là điều không thể. Trái ngược với sự sốt sắng của vợ, gã tư phèn vẫn bình chân như vậy. Đi đầu, gã đều khoe mình có thằng con trai lớn tướng và cao như cây xào. Điều này không có gì vô lý, bởi từ ngày đón hai mẹ con thà về chung sống dưới một mái nhà từ Phèn đương nhiên coi Cú Thiện là con mình, gã không có khái niệm phân biệt kiểu con anh hay con tôi. Mặc cho vợ góp ý nhiều lần, sau những buổi giao ban nửa đêm về sáng, Từ Phèn nằm hút điếu thuốc lá cho đủ vị. Chính do một lần bất cẩn nên tàn thuốc đốt cháy cả một góc màn. Lần này không phải ngoại lệ, vì hút thuốc trong màn nên khói quẩn không thoát được. Từ Phèn vén màn rồi giải thích với vợ kể ra vén màn chắc cũng có nhiều muỗi nhưng nhờ khói thuốc nên chúng nó say hết không còn sức mà đốt vợ chồng mình thà kéo chiếc chăn đắp hờ ngang người cô hỏi chồng anh có biết đi xe máy không không hiểu vợ hỏi có ý gì nhưng tư phèn tự tin nói ngày xưa anh từng cưỡi thử con xe suzuki vừa đi vừa đầy rồi chạy xe máy không khó chỉ ngại nhất là giật mình, đạp phanh không kịp thôi. Thả hơi nhăn mặt vì khói thuốc, cô nhẹ nhàng phân tích. Anh gần 50 nên không trẻ trai gì nữa. Chẳng lẽ anh bằng lòng an phận đạp xe tới khi lưng còng, tóc bạc. Xe máy hiện nay vẫn đắt. Tuy thế, nếu bỏ ra hai cây vàng sẽ mua được xe cũ, nhưng máy móc rất bền. Khi có xe máy rồi, thiếu gì việc để làm thả nhấn mạnh. Nếu anh quyết tâm thì vợ chồng mình dồn tiền mua con xe máy hàng bãi của Nhật. Sau đó anh nói với Lão Vinh mọi cho dựng xe ở cửa bến xe đón khách. Xích lô bây giờ ít người thích đi rồi. Từ phèn nghe vợ nói đúng nên có vẻ đồng ý. Nhưng thay đổi từ đạp xích lô sang chạy xe ôm gã chưa quen. Bởi thế gã cần hỏi ý kiến của mấy đồng nghiệp lái vô lăng vuông xem lợi hại ra sao. Khi ngoài trời bắt đầu sáng hẳn, cũng là lúc chiếc loa phường treo cổ điện bắt đầu oang oang tra tấn mọi người. Nhất là những ai phải đi làm đêm vừa về nhà chợp mắt. Ngày lúc bàn nhạc, em ơi, Hà Nội phố vang lên. Tư phèn dù đang nằm trần như nhậu, vẫn hát theo cô ca sĩ. Giọng gã ồm ồm, không theo vần điệu. Gã hát bằng những lời đã được biến tấu ta còn em một hàng đào không bán đào một hàng bạc không còn thợ bạc đường trường thi không trọng không lều không ông nghè, bái tổ vinh quy ta còn em ta còn em không chịu nổi giọng thuốc lá thuốc lào của chồng tha hắt tấm chăn của cô sang cho gã rồi đi vào nhà tắm. Trước bầy giờ, cô phải có mặt ở ấp Thái Hà để tiếp nối công việc bán nước của người dì ruột. Tắm giặt, mặc quần áo gọn gàng, thà tranh thủ nấu hai bát bánh đa để ăn sáng. Đây là thời điểm vui vẻ, nhẹ nhàng và thư giãn nhất trong ngày. Tuy nhiên, lúc bưng đồ ăn lên nhà, cô thấy chồng mình đang nằm ngủ tiếp từ khi nào. Đúng là con người vô lo vô nghĩ nên ngủ ngay được đậy bát bánh đa phần chồng ở trên bàn, thả ăn xong liền dắt xe đạp rời nhà. Lúc tránh con xe xích lô gần cửa, cô nhầm tính, nếu bán xích lô mua xe máy, chắc nhà cô sẽ rộng rãi hơn rất nhiều. Buổi sáng sớm, những người bán rau đã đạp xe từ ngoại thành tỏa vào các con phố ở Hà Nội. Những gánh hàng xôi giờ được thay bằng chiếc xe đạp chở thúng ở phía sau tất cả đều tất bật trong một ngày lao động bắt đầu đạp xe dọc con phố tây sơn không khó để thà phát hiện ra những người hành nghề đồng nát như cô ngày trước sự tần tảo và lam lũ là cái giá phải trả để vững bước trên đường đời cô cảm thấy biết ơn công việc đã mang lại cho cô rất nhiều đặc biệt là một bờ vai vững chắc để nương tựa không còn bị áp lực như trước Thà hiểu rõ hạnh phúc đơn giản là sống bớt tham vọng và sân si một chút là tọa nguyện. Nếu không, cả đời chỉ mãi trong vòng luẩn quẩn của gánh nặng mưu sinh. Vừa rẽ vào ấp Thái Hà, dù chưa thấy người đâu, nhưng nhìn con xe cúp 81 mốt dựng sát cửa khiến Thà ngạc nhiên, bởi cô không rõ con bé Vương Hoàn tìm đến đây từ sáng sớm có việc gì. Kể từ lần gặp nhau lần trước, dù không ưa gì tính nết con bé, nhưng Thà biết cô sẽ còn gặp lại đứa con gái của người tình xưa cũ quá khứ dù muốn quên đi không dễ bởi cu thiện là sự đơm hoa kết trái của mối quan hệ sai trái đó cô học cách chấp nhận hơn là rũ bỏ quá khứ chính vì đã suy nghĩ thông suốt như vậy thà chấp nhận đối diện với vương hoàn thậm chí là ông nhanh hay lão doãn dù chưa nói cho chồng biết kế hoạch của mình nhưng thà chọn thời điểm mua xe máy cho chồng xong lúc đó hai vợ chồng sẽ quay về nhà thắp hương cho cha mẹ cô thăm lại ngôi nhà cũ hiện đang bỏ hoang hơn bao giờ hết cô muốn đối diện với mọi người ở làng văn xá trong tư thế ngẩng cao đầu bởi cô thấy không có việc gì phải xấu hổ khi những kẻ lớn tiếng mạt sát cô thật ra sống không tốt đẹp hơn chút nào không bận tâm đến sự có mặt của vương hoàn tranh thủ lúc còn sớm nên thả nhóm lò và dọn bàn ghế chuẩn bị cho một ngày bán hàng mới. Cô biết nếu cần gì con bé sẽ tìm gặp và hỏi chuyện. Ngồi ăn sáng, tại hàng bánh cuốn nóng, nhưng Hoàn vẫn nhìn về phía xe máy, đợi bà chủ hàng nước và trông xe. Nếu không vì có việc gấp, chắc giờ này Hoàn vẫn ngủ thêm chút nữa. Cô thường tắm và ăn sáng ở nhà trước khi đến chỗ làm. Đây là thói quen có từ thời sinh viên đợi cho bà chủ quán bưng bàn ghế và bày biện xong xuôi hoàn thanh toán tiền ăn sáng rồi bước sang bên quán nước đây là lần thứ hai hoàn gặp và nói chuyện cùng người tình của thầy mình cô biết giờ đây hai người không còn mối liên hệ nào bởi vậy mọi chuyện chỉ xoay quanh vương thiện bỏ qua việc chào hỏi xã giao không cần thiết hoàn nói ngay cô có địa chỉ của thiện trong sài gòn không Trưa nay cháu bay vào trong đó công tác Nhân tiện cháu ghé thăm nó Xem cuộc sống có ổn không Không ngạc nhiên trước sự quan tâm của Vương Hoàn với con trai mình tha mờ ngăn kéo Lấy lá thư đưa cho Hoàn Cô giải thích Ở phong bì không thấy ghi địa chỉ cụ thể Chỉ ghi là cư xá Nguyễn Văn Trỗi Hoàn cầm phong bì rồi chỉ vào con dấu bưu điện nói ngay Ở đây có đóng dấu bưu cục ở quận Phú Nhuận vậy nên tìm cư xá này không quá khó chưa kể thiện sẽ học nghề ngay gần đó chắc cháu tìm được nhanh thôi tháo chiếc nhẫn một đồng cân vàng đang đeo trên tay thà đưa cho hoàn rồi dặn dò nếu gặp em thiện nhờ cháu đưa giúp để nó cần sẽ bán đi lo việc chi tiêu cháu nói với nó ở nhà mọi người vẫn mạnh khỏe chứng kiến câu chuyện của cháu gái đợi cho vương hoàn đi khuất bà thơm hỏi thà chị không sợ con bé nó lừa hay sao thà chép miệng than nó mà định lừa chắc không thèm một chỉ vàng đâu ở làng văn xá có hai nơi được coi là mát nhất vào mùa hạ nhưng lạnh nhất vào mùa đông đó chính là bờ đê và đầm nước nếu như bờ đê là nơi cho bà con dân làng ra hóng mát, thời trước, còn bây giờ, nhiều nhà có vô tuyến, lại thêm điện không bị cắt như trước, nên mọi người ít lên đê hơn. Chỗ đó chỉ dành cho các đôi trai gái tìm hiểu nhau, ra ngồi tình tự. Riêng đầm nước dù mát, nhưng ít người ra đó, bởi lẽ ngày trước quanh đầm có nhiều lau sậy, nên rắn thường xuất hiện. Có lần người ta còn nhìn thấy cả rắn hổ mang trườn trong những đám cỏ sau này đầm được giao cho đoàn thanh niên nuôi cá không hiệu quả. Hiện nay, Lão Doãn làm vua một cõi nơi đây. Gặp một sáng mát mẻ, Lão Doãn bê chiếc chõng tre ra sát mép đầm ngồi. Mụ hợi đã kỳ cạch xong bữa thịt vịt nấu sáo măng để phục vụ chồng. Trước tiên, mụ bưng lên một đĩa tiết canh với đủ các loại rau ăn kèm, một chai rượu sùi tăm để chồng đưa cay. Sở dĩ có việc chu đáo này bởi mụ nghe lời chỉ dẫn của cụ giáo thìn nên muốn chuyển sang bán vịt cho khách ăn. Người ta nói vợ chồng già nên phải học chữ nhẫn. Đầu còn trẻ như trước để hơi có chuyện lại ném đổ những lời bần thìu vào mặt nhau. Cầm bát tiết canh do con trai vừa xúc từ đĩa sang, lão doãn cho một thìa vào miệng rồi cầm quả ớt chỉ thiên cắn một miếng. Sau đó lão uống ngụm rượu cho ấm bụng. Trời nóng, Ăn tiết canh dài nhiệt, thêm món thịt vịt có tính hàn là tuyệt nhất. Trong tâm trạng vui vẻ, lão khề khà nói với con trai. Hey, ngày xưa đói kém, hễ nuôi được vài con ngan đến kỳ chéo cánh là khắp khởi. Bởi bán đi sẽ dồn tiền để mua sắm dịp cuối năm. Nuôi vịt đẻ, không dám thịt vì sợ mất nguồn thu từ trứng. Nuôi gà... Đến khi nó trúng gió Lên cắt tiết rồi kho gừng Bây giờ không phải ngày rỗ Ông bà ông vải Ngứa mồm là lôi vịt ra thịt ăn ngay Không phải nghĩ nhiều Cuộc sống dù vất vả Nhưng không đói như trước Hai bố con sơi xong đĩa tiết canh Mụ hợi bưng ra đĩa thịt vịt luộc Và bát nước mắm tỏi Do mụ pha chế Đợi cho vợ ngồi xuống Lúc này lão doãn khuyên con trai Thôi, tòa xử ly hôn xong rồi. Việc của anh bây giờ là kiếm mối khác tươm hơn. Kiểu gì chúng tôi cũng phải có cháu bế. Thằng Đích Tôn sống với con mẹ nó trên huyện. Đành coi như sôi hỏng bòng không. Nghe chồng nhắc đến thằng cháu nội. Tự dưng mụ hợi ngồi chống đũa. Không thích ăn vì buồn. Dù con trai mụ được quyền thăm nuôi. Nhưng việc đón thằng bé về thăm ông bà nội. May ra năm thì mười họa hiếu biết bố mẹ lo cho tương lai của mình sau lần bị nhốt trong nhà tạm giam trên huyện hai tuần hiếu bị đám đầu gấu trong đó bắt học nội quy nên sợ đến già cậu biết suy nghĩ hơn khi trải qua biến cố bởi thế hiếu thông báo con tính đi học nghề sửa chữa xe máy ngay trên huyện bây giờ làng mình đi xe máy bắt đầu nhiều vài năm nữa chắc làm không hết việc dù sao nhà mình đã bỏ không làm ruộng từ lâu à, con thì không hứng thú với việc đồng áng vất vả rồi không ngóc đầu lên được sau vụ thu hoạch cá lần thứ hai thành công lão doãn không những trà xong món nợ còn dư ra một chút thấy con trai biết tu trí làm ăn lão rót cho hiếu chén rượu rồi tấm tắc khen thằng này biết nghĩ vậy là khá đạt ông con trai phải mạnh mẽ lên lúc có tiền đảm bảo gái bu đẩy như bố mày đây này chợt nhận ra mụ vợ đang nhìn mình lão doãn cười khà khà bò lừng câu cuối dù mặt đầm ánh nắng chan hòa nhưng có từng cơn gió thổi vào nên không khí rất mát mẻ thêm vào đó bữa liên hoan thịt vịt nhà lão doãn diễn ra trong sự vui vẻ đầm ấm của mọi người Nhìn cảnh này ít ai nghĩ được Nhà họ trải qua những thăng trầm dịp trước Tết Ăn uống no say Lúc này lão Doãn quay sang Nói với mụ hợi về đề nghị hôm trước Nếu bà chuyển sang bán bún vịt Để cạnh tranh với quán phở bò của thằng chăn lợn Thì tôi nhất trí Nhưng lấy con vịt nào Vẫn phải cân rồi trả tiền con vịt đó Vợ chồng cũng không u xoẹ được bởi vì vì tôi nuôi Không phải uống nước đầm và hít khí trời Rồi béo múp cho bà thịt Mụ hợi dọn dẹp xong Còn bắt canh măng Mụ để trên bàn Đậy lại cho chồng ăn bữa chiều Biết tính lão chồng hay chắc lép Mụ không ngại Vì mấy con vịt đầu sẽ được thanh toán sòng phẳng Sau đó mụ sẽ để lâu Cứt trâu hóa bùn Trăng nhẽ lót chè xác mụ Định chui vào trong nhà để ngủ nhưng lão Doãn lại thèm được la cà quán nước như ngày trước. Không mấy khi rảnh rỗi, lại đang phờn trí. Lão Doãn nói mụ vợ ngồi canh đầm. Lão ra đầu làng phút mốt sẽ về. Ngay đầu giờ sáng, vừa dọn hàng bán nước, bà Thìn đã không tin ở mắt mình bởi sự xuất hiện của cô Thà, người phụ nữ năm xưa bế con ngồi trên xe cải tiến đi bêu khắp làng. Đúng 13 năm, kể từ ngày ôm con đi biệt tích, Hôm nay cô thà được người chồng trẻ hơn mình vài tuổi đưa về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn. Hai vợ chồng đèo nhau trên con xe Honda Cup 78, con mới, chứng tỏ họ đâu có lam lũ, hành nghề đồng nát như lời mụ tám dạo trước về làng phao tin. Để chuẩn bị cho chuyến trở về này, thà âm thầm mua bộ đồ trang sức, gồm kiềng vàng, nhẫn mặt ngọc, cùng chiếc vòng vàng đeo tay có chạm trổ tinh xảo. Tất cả đều là đồ mỹ ký do Trung Quốc sản xuất nếu không cầm trên tay, nhiều người không thể phân biệt được đồ thật, đồ giả. Trên đường đưa vợ về thăm quê, dù không quen sò chân vào đôi giày Tây, nhưng Tư Phèn vẫn cố chịu đựng, bởi vì đã biết thể diện rất quan trọng với vợ mình. Lúc con xe rẽ vào cổng làng, Tư Phèn nói với vợ, Vậy là em hôm nay áo gấm về làng rồi nhá, không phải áo gấm đi đêm lần đầu tiên thấy chồng ăn nói văn hoa tha phi cười chỉnh lại ở quê chỉ có các cụ già như bà ngoại em ngày trước mới mặc áo gấm ví von cũng không chuẩn đẩy cửa bước vào ngôi nhà cũ bỏ hoang bao năm sân vườn ngập đầy lá rụng còn giếng nước được ai đó phủ những cành tre khô nhằm tránh cho trẻ nhỏ đùa nghịch dại thả đứng lặng người trước cảnh hoang tàn trong lúc đó chồng cô gom hết lá cây rồi châm lửa đốt hơn chục năm trôi qua giờ đây ngôi nhà lại có làn khói bốc lên như báo hiệu sự sống chiếc giường ngày xưa mới sinh cu thiện đã bị mối mọt hỏng hết ở góc tường ẩm mốc có phích nước rạng đông hồi đó là của hiếm và cần thiết cho hai mẹ con nếu thà nhớ không nhầm đây là chiếc phích do đứa cháu họ ông nhanh bí mật mang đến cho cô Ngoài ra cô được người tình dấm dúi mấy hộp sữa ông thọ để nuôi con. Đó là tất cả những gì gọi là trách nhiệm của người làm cha. Không ở lâu trong ngôi nhà ẩm mốc, dù chưa biết sẽ làm gì tiếp theo, nhưng hôm nay thà muốn đưa chồng ra nghĩa trang để thắp hương cho bố mẹ. Cô muốn họ chứng kiến và phù hộ độ trì cho hai vợ chồng trên con đường mưu sinh. Sách chiếc làn nhựa, có đủ đồ lễ chuẩn bị từ nhà, thả nhanh nhẹn bảy đĩa xôi cùng hoa quả và những thếp tiền vàng, rồi đặt lên hai nấm mồ. Lần đầu ra mắt bố mẹ vợ trong tình huống có một không hai, tư phèn thành kính chắp tay khấn vái, gã không ngại dùng tay nhổ gò dại và dọn dẹp sạch sẽ quanh mộ. Trong lúc vợ chồng thà ngồi dưới gốc cây đại, đợi hết tuần hương để hóa vàng, ở trong làng, những chiếc loa mồm được dịp hoạt động hết công suất. Mọi người đoán già đoán non về đứa con chung của thả với ông nhanh ngày trước. Điều đáng tiếc là hôm nay thằng bé không thấy xuất hiện. Như vậy càng khiến sự hồi hộp được đẩy lên cao. Bởi vì trước sau gì thằng bé cũng theo chân mẹ nó về quê. Bà Bồng đi từ ngoài cánh đồng về đã được cập nhật thông tin. Vậy là nỗi lo canh cánh trong lòng bao năm đã trở thành hiện thực bà không thấy mọi người nhắc đến thằng con chung giữa chồng mình cùng cô thà tuy nhiên việc cô thà đưa chồng về làng khiến bà cảm thấy yên tâm vậy dù sao hoa đã có chủ còn hơn là tình cũ không rồ cũng đến lúc quay về quán phở nhanh nhìn thấy chồng vẫn đang chăm chú thái thịt bà bồng đoán do mài bán hàng nên ông không biết cố nhân quay về làng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho mọi người ở trong làng có một lão luôn thích ném đá ao bèo bình thường hiếm khi lão xuất hiện ở hàng nước do bận nuôi cá nhưng trời xui đất khiến thế nào hôm nay lão doãn lại rảnh rỗi la cả ở đó ngồi bắn điếu thuốc lào cho dã rượu lão doãn được dịp hề hà nhớ lại chiến công oai hùng ngày nào của mình lão dương dương tự đắc nói với mọi người các cụ nói làm đi chiến phương còn chưa một phương lấy chồng Không sai May cho con thà ngày xưa Tôi làm to chuyện Nếu không biết đâu Cả anh, cả à vẫn còn trai trên gái dưới Một cách vụng trộm Dù qua mặt bao nhiêu người Lão Doãn chửi hoang hoang Mẹ bố sư thằng chắt lợ Rồi ngồi lên chức phó chủ tịch xã mới khiếp Nó làm như làng này hết người tài hay sao trong không khí ồn ào về thông tin nóng hổi, con xe Honda Cup 78 màu xanh dừng ngay trước quán nước trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Những cái loa mồm vội im tiếng hoặc làng sang chuyện khác. Cô thả bước xuống, cầm chén nước của một ông khách đang uống dở, hất thẳng vào mặt lão doãn. Cô đanh giọng nói, Cái loại đàn ông lèm bèm như mày khiến tao khinh như chó lão doãn chưa kịp phản ứng đã bị gã tư phèn túm cổ áo lôi dậy những cú đấm như trời giáng khiến lão tối ta mặt mũi bởi sức vóc của gã kia quá khỏe sự việc nhanh quá nên không ai dám lên tiếng đập cho kẻ thù của vợ một trận tơi tả gã tư phèn chỉ tay vào khuôn mặt đầy máu me của lão doãn nói loại mày chuyên dùng mưu hèn kế bẩn để hại người quen bắt nạn đàn bà nơi xó làng nếu có giỏi hãy mò ra Hà Nội Bố mày sẽ dạy cho một bài học nữa Dường như chưa nguôi cơn giận dữ Tư phèn dốc ngược chỗ nước điếu hôi hám vào mặt lão Doãn Sau đó gã thẳng tay vụt thêm hai phát vào kẻ bì ổi Cầm chiếc điếu cày trên tay Tư phèn chĩa vào mặt mụ thìn cùng mấy mụ buôn chuyện Gã quắc mắt rồi găn giọng cảnh báo Con mụ quạ già cùng mấy con mẹ chim lợn này nữa Tao nói trước nhá, nếu vợ tao về làng mà chúng mày thích đơm đặt nhiều chuyện, tao dìm cả lũ già trẻ lớn bé chúng mày xuống mưa ngay. Còn xe Honda Cup 78 của hai vợ chồng thà chạy qua cổng làng từ lâu. Mọi người ở quán nước bà Thìn vẫn bàng hoàng vì man trà thù khiếp đảm. Bản thân bà Thìn vẫn tim đập, chân run. Bà không ngờ chồng của cô thà lần đầu với quê vợ nhưng không chút khách sáo nghe những lời cảnh báo dằn mặt đó bà biết chuyện của cô thà nên cho vào dĩ vãng nếu muốn yên hồn nghe tin anh trai bị hành hung cô mạn vội chạy ra cùng thằng hiếu dìu anh mình về đầm sau khi lau rửa vết thương và băng bó cho anh trai cô chạy đi mua mấy vị thuốc đặt lên bàn nhìn anh trai trong tình trạng tệ hại cô buồn rầu nói bốn cái răng cửa bị rụng đợi khi lành là vết thương ở mũi và mắt Lúc đó anh lên bệnh viện huyện để trồng răng giả. Tạm thời sẽ phải ăn cháo và uống sữa ít ngày. Trước khi đi tiêm lợn cho khách, cô mạn khuyên giải. Thôi, anh đã có tuổi rồi. Em xin anh đừng gây chuyện thêm nữa. Bị đòn đau nên lão doãn nằm thằng cẳng trên chiếc trống tre. Nhìn đàn vịt đang bơi lội dưới đầm, lão cay đắng nghĩ đúng là vận hạn chưa thôi đeo bám nhà họ Phạm. Nguyên nhân vì ân oán từ nhiều năm trước. Không vội dọn dẹp lau chùi quán như mọi ngày. Sau khi bán cho khách bát phở cuối cùng, ông nhanh lững thững ra quán nước bà Thìn gọi chén trà nóng. Mặc dù bận bán hàng, nhưng từ vị trí của ông ở trong quán phở đã quan sát hết được mọi chuyện xảy ra. Khi nãy, nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp bị đập cho lên bờ xuống ruộng, không kháng cự lại được. Ông nhanh thấy hà lòng hà dạ vô cùng. Bởi thế bán hàng xong, ông phải ra đó ngồi tận hưởng phút giây sung sướng. Liếc nhìn chiếc điếu cây bị đập nát vứt ngay gốc cây đa cổ thụ. Ông nhanh khoan khoái nói. Hại người sẽ bị người hại. Đúng là ông rời có mất. Qua mùa hè nóng bức, với tiếng ve kêu đinh tai nhức óc lũ trẻ đã sách cặp đến trường sau mấy tháng được chăn trâu cắt cỏ rồi mò cua bắt ốc cùng đủ thứ trò chơi khác nhịp sống chậm ở làng quê có nhiều thay đổi giờ đây có thêm mấy xưởng mộc được mở ra phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu chợ làng vẫn theo nếp cũ họp vài tiếng buổi sáng là giải tán cuộc sống có nhiều đổi thay có nhiều người đi xuất khẩu lao động đã tích cóp rồi xây không phải hai tầng mà tận bốn tầng không kém gì nơi phố thị khu phố chợ đến giờ bắt đầu có giá hơn hẳn bởi người có tiền đánh tiếng sẵn sàng mua với giá cao tuy nhiên cư dân ở đây không có nhu cầu bán họ tự hào được ở trong dãy phố của quan xã nếu trên thành phố không ở nơi này sẽ ở nơi khác riêng ở làng dù quỹ đất còn nhiều nhưng nếu có xây thêm khu phố như vậy sẽ không ai mua bởi con đường lên huyện là nguyên nhân tạo nên giá trị của khu phố buổi sáng đầu thu trời xe lạnh thời tiết làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu khi trải qua một mùa hè oi ả à. không giống như mọi người sau khi cả nhà cùng ăn sáng cô thắm dắt con trai đến trường luôn cho kịp giờ trong khi đó cụ giáo thìn ngồi chơi cùng cô con gái bé bỏng của mình cụ đợi khi nào trời nắng ấm lúc đó cụ sẽ dắt con gái sang nhà trẻ chưa muộn do có con khi tuổi đã cao sức đã yếu bởi thế cụ đặt tên con gái là an nhiên cụ muốn gửi gắm hy vọng cuộc đời con bé được an nhiên tự tại ngay cả khi cụ không còn trên cõi đời này nữa sự thâm thúy trong cách đặt tên các con chỉ những người đọc sách thánh hiền như cụ mới thấu hiểu bởi vì cái tên nó vận vào số phận con người như hình với bóng. Chính vì thế, trong thời gian trị vì của mình, nhiều vị hoàng đế phải đổi nên hiệu tới vài lần. Đúng 8 giờ sáng, cụ giáo thiền khoác thêm chiếc áo gió, rồi chống gậy, dắt bé an nhiên sang nhà trẻ. Nhìn cảnh cha già con cọc, khiến ai nấy đều ái ngại, bởi trong làng, có người chưa đến 50 tuổi đã có cháu ngoại, còn lớn hơn cả con gái của cụ. Ngay như thằng cháu đích tôn của lão Doãn Tính ra hơn bé An Nhiên 4 tuổi Dù biết đó là việc riêng của mỗi nhà Bởi mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Nhưng có kẻ rỗi việc của làng Do ghen tức cảnh gia đình ấm êm của cụ giáo thìn Bởi vậy kẻ đó đã lấy màu than củi Viết lên bức tường rào của Long Vĩ Thư Quán dòng chữ Người già mà lấy vợ tơ Như liều thuốc độc để hờ bên thân không bị tác động bởi những lời ác ý, cụ giáo thìn xin thùng vui ve rồi cắm cúi quét lại bức tường cho sạch. Cụ hiểu rõ không nên phí lời với lũ vô giáo dục cho tốn sức. Nhìn các bạn trẻ đoàn viên thanh niên đang dọn cỏ, trồng cây, họ tích cực hưởng ứng phong trào làm sạch đường làng ngõ xóm. Cụ giáo thìn tin thế hệ này sẽ sống văn minh hơn biết đâu trong số những cô cậu đang dọn dẹp hôm nay rồi mai sau có người sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch xã hoặc chủ tịch huyện với nhiều đổi mới về tư duy chậm rãi bước trên con đường sạch sẽ phong quang cụ giáo thìn ghé quán nước như một thói quen tuổi già bởi nếu pha trà ở nhà vào tầm sáng mình cụ ngồi độc ẩm sẽ kém vui đến buổi tối nhà cụ lại đông người đến coi phim nhất là Bà Thìn rót nước cho khách, rồi hớn hở kể lại nội dung phim chiếu tối qua. Sau một thời gian xem phim trường bộ mãi cũng chán, đám thanh niên đã thuê một series phim về cảnh sát Hồng Kông. Như vậy, nội dung gần gũi với mọi lứa tuổi. Kể đến đoạn xã hội đen trong phim đánh nhau, bà Thìn khẽ thở dài nói nhỏ. Ui, nghĩ đến việc chồng cái con thà lại thấy ác ôn quá. Ai đời nó đập cho ông Doãn một trận tơi bời Nó dùng điếu cây phang vào mặt Là đi luôn bốn cái răng cửa Tôi chưa gặp lại ông Doãn Không khéo Lại trồng mấy cái răng bịt vàng như ông Phó Lý thời trước Cụ giáo thìn hướng ánh mắt về cây gạo ở nghĩa trang của làng Dù cách xa Nhưng do thân cây mọc vươn cao Nên ngồi ở quán nước vẫn nhìn thấy ngọn Cụ chép miệng nói Họa Do mình tạo nghiệp mà ra Việc này tôi từng cảnh báo rồi Nhưng nào ai có nghe Bà Thìn nhớ lại những lời cụ giáo khi xưa Nên vội giải thích Nói thật với cụ Tôi cạch luôn những chuyện con thà Không bàn ra tán vào nữa Kéo thằng chồng nó điên lên Rồi rách việc Nhìn gương ông Doãn là đủ hiểu Nó chẳng e dè hay kiêng nề gì quê vợ Sống từng này tuổi rồi, tôi chưa thấy ông con rể nào về ra mắt quê vợ khiếp hồn như vậy. Cụ giáo thìn uống gần cạn chén nước, lên kề một câu chuyện thời xưa, nhưng mang tính răn đe thời nay. Ngày xưa, ở bên xứ tẩu, có người con rể do muốn báo thù cho nhạc phụ và nhạc mẫu. Nửa đêm, anh ta phóng hỏa, thiêu rụi những ngôi nhà có sinh con trai không kể đã trưởng thành hay còn ấm ngửa. Trong lúc ngọn lửa bốc cao, anh ta ngồi trên một cành cây cao, rồi dương cung bắn chết những ai chạy thoát khỏi ngôi nhà đang bốc cháy. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện rất đơn giản. Rất là coi khinh nhà vợ anh ta sinh toàn gái. Họ gọi như vậy là vô phúc. Bởi thế, Chuyện hành hung lần trước không có gì bất ngờ. Lúc chuẩn bị đứng dậy, cụ giáo thìn nhìn thấy ông hàng xóm sát tường nhà cụ bước tới. Kể từ ngày ông chủ tịch xã Đào Minh Thắng chuyển lên huyện công tác, rồi xin về nghỉ chế độ sớm trước 2 năm, ông bắt đầu quay lại sống hòa đồng cùng bà con dân làng. Có lẽ, thấm thía trước cái chết của người tiền nhiệm là ông Minh, bởi thế khi hết quan hoàn dân, Ông cựu chủ tịch đã biết rõ vị trí của mình hiện ở đâu, sống khôn khéo và kín đáo là thế mạnh của ông bấy lâu nay. Sau vài câu chào hỏi xã giao với mọi người, ông Thắng khẩn khoản mời cụ giáo thìn. Trưa nay, con ở nhà ăn một mình rất buồn. Nhân dịp con nồi rượu mận nên mời cụ qua nhâm nhi chén rượu nhạt bởi vì con muốn thỉnh ý cụ về một chuyện hệ trọng vốn đã lâu ngày chưa được thưởng thức món khoái khẩu tuy nhiên vị thần bà đang mất giá vẫn ôn tồn nói được rồi để tôi xem xét nhưng tôi không hứa trước đâu nha